Đầu tháng 4 thì team thiết kế có nhận được một đề bài, đó là thiết kế sản phẩm nhân dịp sinh nhật lần thứ 9. Thì là một trong những sự kiện ghi dấu đặc biệt của Torano nên bọn mình cũng có rất là nhiều khó khăn. Đơn cử như là từ bước lên ý tưởng thì làm sao có thể thiết kế sản phẩm mà vừa truyền tải được thông điệp mà cũng vẫn giữ vững được tinh thần của Torano. Xong với ý tưởng thì chúng mình bắt đầu tìm kiếm chất liệu. Để có chất liệu ưng ý nhất thì chúng mình đã dành ra cả tuần để tìm kiếm này, chọn lọc này, cũng như là kiểm tra hàng chục mẫu vải. Chất liệu thì phải là cốt tông, mềm, thoáng nhưng mà vẫn phải đứng form sau một thời gian mà khách hàng đã sử dụng. Ngày nhà máy hẹn trả mẫu thì cả team vừa háo hức mong chờ nhưng cũng không tránh khỏi sự lo lắng. Cho đến khi cầm được sản phẩm trên tay và fit trên người mẫu thì chúng mình lúc đấy mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Với mình thì sự sáng tạo là yếu tố không thể thiếu khi làm thời trang và cũng là nguồn cảm hứng bất tận để mình nuôi dưỡng tình yêu về nghề. Bên cạnh đó, sáng tạo trong thời trang còn gắn liền với tính bền vững và ứng dụng của sản phẩm. Một sản phẩm sáng tạo mà không được khách hàng đón nhận thì mình nghĩ là chưa mang lại giá trị thực sự. Vậy nên là đội ngũ Torano sẽ luôn đi theo hướng đó là sáng tạo, song hành với lắng nghe để hiểu khách hàng cần gì và không ngừng phát triển và cải thiện mỗi ngày. Cùng tham gia một buổi fitting đặc biệt chưa từng có.